Câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa sư, con có một câu hỏi liên quan đến việc karaoke, mong sư giải đáp. Chuyện là tối con hay nghe pháp và vấn đáp Phật pháp của sư mà hàng xóm cứ lôi thùng karaoke ra hát hoài rất ồn, nhiều lúc con cảm thấy rất khó chịu vì họ không biết nghĩ cho người xung quanh và họ hay hát trưa 12 giờ và 1 2 giờ và tối 8 9 giờ. Sư ơi, sư cho con hỏi nếu họ ở gần chùa hay nơi có nhiều tu tập, việc họ hát ảnh hưởng sự tu tập của người khác như vậy, nghiệp có nặng không? Cái chuyện mà mình hát karaoke ở cái nơi mà gần chùa thì xin thưa là ở đây nó có cả đống. Cái vấn đề nó như thế này nè, nó tùy vào cái tâm, cái ý của cái người hát á. Đó là họ hát mà họ không nghĩ tới, họ không biết. Thứ nhất là họ không biết, không biết tới nè. Hai là họ không nghĩ tới, họ biết mà họ không nghĩ tới. Tức là sao? Biết là ở kế bên có cái chùa hoặc là kế bên có cái người họ tu tập đó, biết mà mình không nghĩ là cái chuyện mình hát nó sẽ ảnh hưởng nha. Và cái thứ ba, tôi biết, tôi nghĩ và tôi muốn vậy. Tức là ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, tôi không biết gì hết. Ví dụ như tôi ở trong hóc bù tó đó, tôi không biết kế bên có chùa hay kế bên có ai tu không, tôi không biết, tôi không biết một cái gì hết. Và cái thứ hai, tôi biết mà tôi không ngờ cái hậu quả của nó. Và cái thứ ba, tôi biết, tôi ngờ tới hậu quả của nó và tôi cố tình như vậy đó. Thì nó ba trường hợp như vậy. Trường hợp đầu tiên, tức là tôi không biết, tôi không có chủ ý. Thì trong trường hợp đó đó thì mình không cái nghiệp đó, nếu như mà có thì nó nhẹ, nó thuộc về cái nghiệp vô ý. Quý vị biết cái nghiệp vô ý á, nó được xếp vào cái loại nghiệp rất là nhẹ đó, bởi vì do đâu? Do chúng ta không có chủ ý. Giống như ngày hôm qua mà sư nói cái nghề mà lái xe ba gác là cái nghề mà lương thiện đó, nhiều người họ nói gì lỡ chạy xe mà nó cán trúng con này con kia làm sao. Thì xin thưa là khi mình không có chủ ý nha, không có chủ ý mà nó vẫn vận hành ấy, thì nó thuộc về cái nghiệp vô ý và cái nghiệp đó nó rất là nhẹ, nhẹ gần như mình không cần phải để ý tới. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình coi thường nó. Ở đây sư chỉ lưu ý là nó nhẹ thôi nha. Và cái thứ hai là mình biết mà mình không ngờ tới. Biết ở đây là biết sao? Biết ở đây có chùa mà mình không nghĩ là cái nó ảnh hưởng như vậy. Thì trong trường hợp đó nó là tạo nghiệp, nhưng mà cái nhân của nghiệp này á, là do si, tức là cái sự vô minh, nghĩa là mình không biết, mình không ngờ tới chuyện đó thì nó vẫn tạo nghiệp đó, nhưng mà nó nhẹ hơn một bậc với cái loại thứ ba thôi, nhưng nó vẫn là tạo nghiệp nha. Sư lấy ví dụ như á, mình hát như vậy, mình biết cái bên coi chùa đó, nhưng mà mình không nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng, nhưng mà thực tế là nó có ảnh hưởng, thì mình vẫn sẽ phải chịu cái nghiệp do cái chuyện đó mình làm. Giống như trường hợp ở trong chú giải pháp cứu đó, sư cũng hay kể quý vị đó, có cái anh cư sĩ tối thọ bát quan trai giới, sáng ra bị người ta nọc đầu ra ngoài mà xử tử, tại vì ăn trộm nó chạy ngang qua nó quăng cái bọc tiền đó, người ta tưởng ảnh ăn trộm, người ta nọc ra người ta xử. Thì ảnh có một cái nghiệp nó như thế này nè, là do năm xưa đó ảnh học ở cái kiếp quá khứ, ảnh là một đứa con nít, ảnh không biết cái ảnh thích cái trò là lấy cái con ba con dế cào cào cho cháu đó, ảnh lấy cây ảnh xiên que đó ảnh chơi, thì tới hồi mà ảnh chết ảnh cũng bị xiên que như vậy. Tức là mình không ngờ tới nhưng mà mình vẫn phải chịu hậu quả như thường. Giống như một cái đứa bé nó không biết cái ổ cắm nó là có điện, nó chọt tay vô thì nó vẫn bị điện giật như thường. Và cái thứ ba là tôi biết, tôi ngờ tới và tôi cố ý như vậy, thì trong trường hợp đó cái nghiệp sẽ cực kỳ nặng, bởi vì mình có chủ ý tấn công người khác, có chủ ý làm hại người khác, thì nó cái nghiệp đó nó sẽ rất nặng.
Sư lấy ví dụ nha, sư lấy ví dụ thôi, là cái nghiệp trước á, tức là mình biết mà mình không ngờ tới, là cái nghiệp đi ngạ quỷ đi sư ví dụ, thì cái chuyện mà mình biết mình ngờ tới mình và mình cố ý có thể đưa mình xuống địa ngục. Hoặc nếu như mà nói theo cái kiểu thế gian á, là bây giờ án mình làm một cái chuyện mà mình, sư nhớ coi, thí dụ như là cái người mà họ làm bẫy chuột á, bẫy chuột, họ không ngờ tới cái chuyện, họ có ngờ tới mà họ không nghĩ là nó gây hậu quả, tức là bẫy chuột bằng điện mà lỡ có người dính chết thì sẽ bị cũng vô cái khung là 12 20 chung thân tử hình, nhưng thường họ có thể là rơi xuống cái khung hình phạt là 10 năm thôi, tức là 10 12 20 đúng không, nhưng mà họ rớt xuống cái khung 10 năm thôi, do họ biết họ không ngờ tới và họ không mong muốn chuyện nó xảy ra thì cái khung nó chỉ có 10 năm thôi. Nhưng mà cái người mà họ cố ý, tức là tôi bẫy chuột nhưng mà lỡ cái thằng nào nó ăn trộm nó chết với tôi, họ cố ý như vậy đó, thì sư nhớ là trong một số vụ án thì họ có thể đối mặt với chung thân trở lên. Cho nên á, là còn tùy vào cái tính chất của sự việc ha. Nhưng mà cái quan trọng là mình nên đối xử với họ như thế nào, cái đó mới quan trọng. Chứ còn mình giống như là mình nghĩ cái nghiệp của họ nó mà mình không có tác ý đúng á, nó không có nên. Như vậy mình cần phải làm như thế nào? Cần phải suy tưởng về họ bằng lòng bi mẫn nha, bằng lòng bi mẫn, tức là khi mình nghĩ về nghiệp mà họ sẽ phải chịu, mình có lòng bi mẫn. Hoặc khi mình nhớ đến lời dạy của Thế Tôn, mình có lòng bi mẫn. Thế Tôn đã nói như thế nào? Này các tỳ kheo, trong con mắt của bậc thánh thì ca hát tức là than khóc và nhảy múa tức là điên loạn. Thì khi mà mình nghe họ ca hát như vậy, mình biết là chúng sanh đang than khóc, họ khóc cho cái khổ của họ mà họ không ý thức được điều đó. Thì khi đó, đó chúng ta có lòng bi mẫn khởi lên, và nhờ như vậy chúng ta vượt qua. Và xin thưa sư, cũng bằng cách đó sư vượt qua, và những người xung quanh họ ca thì sư vẫn nghĩ họ đang khóc, và khi đó cái lòng bi mẫn mình tự nhiên có thôi. Cái thứ hai là mình nghĩ về cái quả mà họ sẽ phải nhận lãnh, từ đó mình có lòng bi mẫn và mình mong là họ sẽ được bình an. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.